vợt tennis nhật bản chính hãng là một trong số những món đồ được các tay vợt săn lùng nhiều nhất lý do khiến những chiếc vợt đến từ đất nước này được ưa chuộng đến vậy có lẽ một phần thuộc về sự uy tín của thương hiệu một phần thuộc về kiểu dáng thiết kế thể thao và phần lớn nằm ở chất lượng vợt nhưng để tiết kiệm hơn nhiều tay vợt đã lựa chọn cho mình việc sử dụng cây vợt cũ Cùng shop Nhật Việt tìm hiểu top 15 vật tennis cũ Nhật Bản được ưa chuộng nhất hiện nay hàng cao cấp giá tốt qua bài viết dưới đây nhé. Khi chơi tennis bạn còn phải bỏ ra một khoản chi phí không hề nhỏ khác như phí sân tập, giày tennis, quần áo tennis, mũ, giảm chấn, máy trợ cơ, thiết bị chống rung vợt. Nếu tiết kiệm được khoảng 50% chi phí khi trang bị đầy đủ các trạng phục phụ kiện khi mới bắt đầu đã là quá thành công cho các tay vợt tại sao vợt tennis cũ lại được các tay vợt yêu thích lựa chọn đơn giản vì vợt tennis cũ có giá thành rẻ hợp túi tiền và nhất là khi người chơi không phải dễ dàng gì chọn cho mình một chiếc vợt ưng ừ ý có thể phải thay đổi ba bốn vợt tennis là bình thường việc mua bán vợt tennis cũ sẽ giúp các tay vợt có thể dễ dàng thay đổi vợt tennis của mình sao cho hợp với bản thân vì vợt cũ giá rẻ, cũng dễ đổi qua đổi lại, thường các cửa hàng bán vợt cũ cũng sẽ có chính sách đổi trả vợt rất tốt, không như mua vợt mới, nếu mua về không hợp với người chơi, việc đổi trả sẽ rất khó và tốn kém. Hoặc khi người chơi chưa đủ kinh phí để sắm cho mình một chiếc vợt với, thì việc sắm cho mình một chiếc vợt cũ có thể tiết kiệm đến 50% giá thành. Tuy nhiên theo anh khoa, việc mua vợt tennis cũ người chơi cũng cần chú ý những điểm sau để mua được cây vợt ưng ý. Có thể bạn quan tâm mua đồng hồ cũ ở đâu uy tín dịch vụ mua hộ đồng hồ Nhật cũ giá tốt theo kinh nghiệm. Sau khi kết thúc khóa học cơ bản ở sân tập, bạn không nên vội mua một cây vợt mới ken xà beng để ra sân vì chắc chắn tốc độ cải thiện kỹ thuật của người chơi sẽ thay đổi rất nhanh trong vòng 6 tháng đến 1 năm đầu tiên nói rõ hơn là khi mới ra sân người chơi gần như không cảm nhận được độ mềm cứng của vợt trọng lượng vợt mức độ trợ lục độ cân bằng thậm chí cũng chẳng hiểu nhiều về các thông số được in trên thân vợt vì huấn luyện viên ít khi nào đề cập đến những điều này trong khi tập thay vào đó họ sẽ tập trung giúp bạn tập các kỹ thuật tennis cơ bản bốn thông tin cần biết trước khi lựa chọn mua vợt tennis kích cỡ đầu vợt ảnh hưởng trực tiếp đến lực đánh khi lựa chọn vợt tennis ta cần lưu ý đến kích cỡ đầu vợt bởi vì đầu vợt ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh cú đánh một đầu vợt to sẽ tăng thêm nhiều sức mạnh so với những đầu vợt có diện tích nhỏ. Đầu vợt lớn sẽ cho bạn một vùng đánh lớn hơn, cho nên nếu chẳng may bạn đánh lệch so với mục tiêu một chút thì cũng không bị ảnh hưởng gì. Kích cỡ trung bình của đầu vợt thường có kích cỡ từ 95 đến 100 inch. Nếu bạn là một người mới tập chơi thì nên lựa chọn những đầu vợt có kích thước lớn. Ngược lại bạn là một dân chuyên nghiệp thì có thể lựa chọn những đầu vợt nhỏ nhằm tăng khả năng điều khiển và những kỹ năng xử lý tình huống khó trên chiếc vợt có diện tích nhỏ, chiều dài vợt phải đúng tiêu chuẩn. Chiều dài vợt mức trung bình thường có độ dài khoảng từ 68,5 cm đến 70 cm một cây vợt có thế mạnh về chiều dài sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát được đường bóng đến và sẽ linh động hơn trong việc phản bóng về đối phương độ cân bằng và trọng lượng vợt tennis độ cân bằng của vợt là sự phân bố trọng lượng lên vợt nó rất ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vợt một cây vợt có càng nhẹ sẽ dễ dàng điều khiển nhưng lại sẽ là một yếu điểm lớn trong việc phản đòn những cú đánh mạnh, để được những cú đánh mạnh đòi hỏi người chơi phải mất rất nhiều lực để tạo ra những cú đánh mạnh nếu so với những chiếc vợt có trọng lượng ổn định, mật độ dây, mật độ dây vợt là số lượng các sợi dây dọc và ngang. Thông thường mật độ dây trong bình sẽ nằm ở kích cỡ 16x19. Một cây vợt có độ dây dày thường giúp ta dễ dàng kiểm soát hơn. Tuy nhiên những vợt có mật độ dây ít sẽ cho khả năng trợ lực nhiều hơn. Điều đó có nghĩa khi bóng tennis tiếp xúc vào những chiếc vợt có mật độ dây thưa sẽ dĩ bị uốn và gây ra hiệu ứng giống như một lò xo so trên khung vợt, sẽ giúp bóng đập vào và bật ra một cách nhanh chóng. Ngược lại nếu bóng tiếp xúc trên những chiếc vợt có mật độ dày sẽ ít bị uốn nên sẽ nằm trên vợt lâu hơn. Điều này cũng có nghĩa người chơi có nhiều thời gian để kiểm soát bóng và tung ra những cú đánh dứt điểm trước đối thủ của mình. Vậy thì vật tennis cũ loại nào tốt nhất? Sau khi đã hiểu rõ về khả năng đánh bóng, trình độ bản thân thì bạn có thể tìm đến các thương hiệu nổi tiếng trong làng nghề tennis như Head, Babola, hay Wilson, và mới đây nhất có Prin. Mặc dù đều là những thương hiệu sở hữu vật tennis đắt nhất thế giới. Song cũng có khá nhiều phân khúc sản phẩm bình dân phù hợp với mọi độ tuổi, túi tiền của khách hàng. Độ bền của những chiếc vợt thuộc các thương hiệu này cũng thuộc top, vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, một chiếc vợt tennis cũ tốt nhất không phải vợt đắt tiền nhất, xịn nhất hay nổi tiếng nhất mà phải là phù hợp nhất. Phù hợp về sự cảm nhận của bản thân, khả năng đánh bóng khi cầm có chắc chắn và đã tay hay không? Tốt hơn hết muốn mua vợt tennis cũ chất lượng bạn nên tìm đến các cơ sở và địa chỉ uy tín, nguồn gốc sản phẩm rõ ràng đã có thâm niên nhiều năm trong việc cung cấp các sản phẩm tennis cho người mới chơi hoặc chuyên nghiệp. Top 15 vợt tennis cũ Nhật Bản được ưa chuộng nhất hiện nay hàng cao cấp giá tốt bạn không nên bỏ lỡ vật tennis wilson matcspointxl 054042 mã sp c1052559753 vật tennis babola pure dry 2015 mã sp n1051168870 vật tennis yonex izoni mã sp b1052390466 vật tennis babola pure dry team 2021 mã sp d1053565316 vật tennis head phần tách plastic tour z3 2018 18 mã SP, C1047673390, vợt Tennis Wilson 6 một tour mã SP, P1053413428, vợt Tennis Wilson Kajuri FX115 G1 Model 2009 mã SP, M1053486344, vợt Tennis Wilson Titanium Graphite mã SP

vật tennis babola pure aero vs babola mà spb sp p tennis wilson mà sp f một tennis 4 bốn 4 izih oversize intelligence mà sp o mua vật tennis cũ nhật bản hàng cao cấp giá tốt ở đâu shop nhật việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order vật tennis cũ từ nhật giá tốt chính hãng uy tín 100% liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài viết nơi bán vợt tennis cho người mới tập vợt tennis hàng nhật cũ giá tốt cao cấp sang trọng của shop nhật việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân và cũng là món quà ý nghĩa cho người thân yêu với mong muốn có thể làm hài lòng ngay cả những khách hàng khách hàng khó tính nhất shop nhật việt đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì những gì mà dịch vụ của shop mang lại